Hà Nội Nguyễn Minh Nguyên, 24 tuổi, quê Thái Nguyên bị Công an huyện Sóc Sơn tạm giữ để làm rõ hành vi thu mua 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Hôm 19 tháng 2, Nguyên khai khoảng 8 giờ cùng ngày mua khẩu trang y tế, găng tay cao su của một người chợ rác ở Vĩnh Phúc. Hàng được cất trong căn nhà thuê ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn. Số khẩu trang bị thu giữ, ảnh, công an cung cấp. Ngày 23, 24 tháng 2, Nguyên thay đổi lời khai cho hay thuê ô tô đến công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng ở thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, thu mua 600kg khẩu trang và nhiều loại rác khác với giá 840.000 đồng. Nguyên không mua về để tái sử dụng mà tách lấy nhựa đem bán cho cơ sở tái chế. Hôm nay, Công an huyện Sóc Sơn cho biết, vẫn đang làm rõ lời khai của Nguyên để có hướng xử lý tiếp theo. Trước đó, chiều 19 tháng 2, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra căn nhà thuê của Nguyên đã phát hiện 620kg khẩu trang y tế, găng tay cao su, mũ chụp, tóc đã qua sử dụng. Công an sau đó phối hợp với và nhà chức trách địa phương phun khử trùng, diệt khuẩn và đốt tiêu hủy theo quy định. Let's look at why.